Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQT. Theo như rất nhiều bạn yêu cầu, hôm nay bọn mình sẽ chơi tựa game Dark Deception. Cái tựa game mà có con quái vật lúc nào cũng đuổi theo mình đằng sau lưng đúng không? Thật là đáng sợ. Không chỉ một mà còn rất là nhiều con luôn. Và để khám phá xem chuyện gì xảy ra thì các bạn hãy nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Còn bây giờ đi bị quái vật đuổi thôi. Ông chẳng sợ đâu. Ôi, Bê Quy Thành, hãy kêu gọi một nhãn hàng kem đánh răng tài trợ đánh răng cho con quái vật này đi. Con này sao chả rõ mặt mũi của nó, cái răng của nó thì kinh quá, đúng là quái vật rồi. Và bây giờ chúng ta vào game luôn nhé các bạn. Ôi dồi ôi, giật hết cả mình. Rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Bây giờ, lời nói dối ở trong bóng tối. Tự nhiên kết thúc đã làm gì đâu mà kết thúc. Ờ nhảy mới vào video mà lại kết thúc rồi. Đây là người như kiểu host của cái game này á các bạn. Ui má này đeo lắm đá quý ghê luôn á. Tên là BEC các bạn ạ. BEC. Hay quá, tên hay quá. Lại là một người nữa. Wow, chào mừng đã quay trở lại. Không, mình mới đến lần đầu tiên. Nhưng mà điều đấy có nghĩa là trước đó đã có những người đến đây và gặp bà này cùng làm nhiệm vụ giống như chúng ta rồi các bạn ạ. Rất nhiều người là đằng khác. Đúng rồi. Rồi, đến đây. Và hãy để cho ta nhìn ngươi thật là rõ ràng. Thôi thôi, cháu biết cháu đẹp trai rồi, bà không phải nhìn đâu. Ngươi thất vọng về tình yêu của ta. Ngươi thực sự thất vọng ư? Có quá nhiều nước mắt. Và ta đã nghĩ rằng ngươi thực sự là phải to lớn hơn. To lớn hơn là sao? Kiểu như mình phải trưởng thành hơn ấy. Nhưng bà ấy nhìn sâu trong mình và bà ấy biết rằng mình vẫn đang rất là sợ hãi. Sợ gì đâu, bình thường. Bà ấy bảo là đừng có mà chối. Ta đã nhìn thấy tất cả những gì mà ngươi đang che giấu trong bộ não ngu ngốc của ngươi. Và những thứ thật là tồi tệ mà ngươi đã từng làm. Bởi vậy có rất là nhiều sự chú ý ở đây. Ta có thể nhìn thấy tất cả. Và ta sẽ ăn tâm hồn của ngươi. Bà này quái vật à ông? Không, bà này giống như host, một mụ phù thủy. Thế sao dọa ăn tâm hồn của mình? Ý là kiểu là nó nói cho trừu tượng, hiểu không? Nhưng bây giờ là cơ hội cho người đến đây. Hãy quỳ xuống và cầu xin ta, quỳ xuống. Ôi bà ơi, cháu cầu xin bà đừng thả quái vật ra nữa. Trời. Nhìn như kiểu hai đứa mình hầu đồng á. Rồi. Hầu bà, ngươi không thể quay lại đâu. Chỉ có cái chết đang đợi ngươi ở đây. Thế là vừa bà bảo quỳ xuống cầu xin là bà tha cho, cuối cùng mình cầu xin bà vẫn bắt mình đi các bạn ạ. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. Bà ấy bảo là bà ấy có thể thay đổi được cái định mệnh của mình các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà mình muốn một cái cuộc sống mới thì mình phải chịu đựng một chút ở đây. Bởi vì mình đang muốn thay đổi số phận đấy các bạn. Rồi, ở đây là ở đâu? Không biết luôn. Ballroom, cái đây là một cái sảnh tiệc tùng của cái bà này các bạn ạ. Ok, bà ấy đang nói về những cái mảnh, những cái chiếc nhẫn. Một cái chiếc nhẫn rất là nhiều năng lượng được giấu ở những cái cơn ác mộng phía sau mỗi cái ổ khóa này các bạn ạ. Và khi mình tìm được cái nhẫn này thì bà ấy sẽ cho mình một điều ước và bà ấy sẽ thực hiện cho mình các bạn. Ok. Ôi, ổ khóa đầu tiên mở ra là hình Tôn Ngộ Không. Con khỉ đó các bạn. Là Tôn Ngộ Không là gì? Ui nhiều ác mộng thế. Trời ơi, mình phải đối đầu với bằng này ác mộng ư? Nhưng tại vì anh muốn thay đổi định mệnh mà. Chắc cuộc sống của anh bây giờ đang nhiều khốn khó. Chắc bà đấy sẽ cho anh một con số. Sau đấy đến 6:30 chiều thì anh sẽ anh sẽ trở thành đại gia. Rồi nhưng mà sao cái bức tượng này mất đầu hả? Không biết. Nó mất đầu vì nó ăn nhiều đầu quá. Ở dưới chân nó toàn đầu lâu, thấy không? Nhờ. Ghê. Bằng vàng với bê được đi không nhỉ? Bà ơi, cho cháu xin cái tượng này về bán. Không được đâu. Rồi bây giờ là mình phải vào ác mộng hả? Đúng, bây giờ mình phải đi vào đây. Ê, nhìn con khỉ này kinh quá à. Con khỉ gì mà trông kinh như con tinh tinh ấy. Rồi mình đi qua. Và mình đi vào một cái hành lang dài dằng dặc các bạn. Đúng không? Đi thẳng đi. Đang đi đây không? Đi cái này kiểu nó hơi nguy hiểm vì cái màu đỏ đấy các bạn. Đấy, vào rồi đấy, vào rồi đấy. Cửa này tên là Monkey Business, tức là một con khỉ nó biết làm kinh doanh nhỉ các bạn. Mình không biết dịch kiểu gì nhưng tóm lại là kiểu đấy. Wow, một khách sạn nhỏ thật là ấm áp và quyến rũ. Hãy mang lại cho ta những ký ức. Ồ, ký ức gì? Đây này, thấy những cái kiểu những cái mảnh viên viên này không? Quả chuối, khỉ thì ăn chuối có khác.
đây là ping 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 lễ tân chả có ai cả các bạn. Đúng rồi. Xin chào, ở đây kiểu như là mọi ngày đều được miễn phí bữa sáng các bạn ạ. Ôi, bellman khỉ các bạn. Hello khỉ. Hello. Nó tự rơi thôi, mình cứ làm quá. Giật mình mà tự nhiên nó đổ. Đây là chủ khách sạn ấy nhỉ? Đằng xa xa có một con mạ đâu, con khỉ. Chắc lễ tân. Chắc chính là cái con này đấy. Thế á? Thế nó là em biết rồi. Con khỉ chơi ú à, nó là em trai của Mono đấy. What the hell? Ú à, cái gì? Con này bảo ú à, phát em nhìn thấy mặt nó em ngất luôn. Ui, nhìn cái răng của nó kìa, nó cắn mình đi thôi rồi. Ui, toàn mặt nó thôi. Ông đang đợi mình hay sao á? Khỉ ơi. Ui, đồ con này đầu to đấy. Đầu như đứa đầu to là óc thường bằng quả nho đấy. Trên tay nó có dao đúng như trong hình luôn. Đằng sau nó là cái phận cốt. Vậy có nghĩa là nó không phải là một con khỉ thật. Nó là một con khỉ giả. Nó sợ anh rồi, quái vật sợ anh. Quả đấy anh nó không có tuổi. Không phải đâu, nó nhử anh đi đấy. Không, nó sợ anh, nó chạy rồi các bạn ạ. Tuổi con ngàn con ngay. Khách sạn này rộng quá, nhiều thang máy lắm này các bạn. Nhưng mà bây giờ hình như mình không được những cái thang này đâu. Mình chỉ đi ở cái thang này, nó đang hiện màu xanh lá cây thôi. Ồ, thế là đi lên bắt con khỉ à? Anh mà bắt được con khỉ đấy, nó to thế. Going up, đi lên à? Mình sẽ đi lên các bạn. Cứ tưởng thế nào, tưởng gặp quái vật gì. Hóa ra được đi nằm nghỉ khách sạn, có gì mà đáng sợ. Ôi dồi, nó mất điện à? Mất điện rồi. Đang đi thang máy mà mất điện thì thôi, xin vĩnh biệt cụ. Mình, ôi cái sảnh này các bạn ơi. Có rất là nhiều những cái mảnh pha lê các bạn ạ, nó đang trôi nổi ở trong cái không gian này. À, thế là bây giờ mình phải đi lụm những mảnh pha lê đấy à? Và nhiều lắm các bạn ơi. Mình được cung cấp một cái giống như là cái tablet, một cái máy tính bảng, để mình có thể đi theo bản đồ của cái khu này. Nếu không mình sẽ lạc mất. Chữ gì đấy không? Break the board. Phá vỡ cái bảng này. Đấm đấm không được. Vô hiệu. Mình không hiểu. Thế là bây giờ đi lụm những cái viên kim cương này đúng không? Rồi. Không. Bây giờ mình mà phá cái này ra. Phá ra thì mình đi qua được đó. Bây giờ mình sẽ lụm tầm khoảng gần 300 mảnh thôi, chứ không có nhiều. Cứ đi lụm thôi, đơn giản kia dễ thế. Cái nhạc này nghe nguy hiểm nha các bạn. Mình sẽ lụm. Cái lụm cái gì? Trời ơi. Con khỉ to đấy. Phải vừa nhìn bản đồ vừa chạy nha các bạn ơi. Rồi, chúng ta làm sao đây? Trời ơi các bạn ơi, hóa ra nó là con quỷ mà. Nó là một con quỷ chạy bằng cót. Anh sẽ bị chết để mà xem. Ôi rồi, chết chưa bê Quý Thành ơi. Em đã bảo anh phải đi ngoắt ngoéo vào. Té trái đi. Ôi rồi. Sợ gì đâu, bình thường. Ý kiến sống sót là đừng có dừng lại cái việc mà chạy. Chúng ta phải liên tục chạy nha các bạn. Còn tới 100 cái. 100 cái thì 100 cái, sợ gì. Mình hét mà khản hết cả tiếng các bạn. Rồi, nhạc lên là con khỉ bắt đầu đi đấy. Nó bảo là hết nhạc nó mới về. Vì cái thành tập trung đó các bạn ơi. Cứ chạy được các bạn ạ. Tám. Ui, lại phải quay xe. Ui giời, nó mở được cửa. Xa xa ra. Trời, 5 cái nữa thôi, đừng để chết nha Bê Quý Thành. Ai muốn chết đâu. Đáng rồi. Cái gì đây? Ui, đầu bếp các bạn ơi.
Hãy tìm cái mảnh nhẫn trước khi con khỉ tìm ra bạn. Chạy đi nhanh lên. Tìm một cái mảnh hình như to nhất á. Cứ tưởng thế nào. Nhanh lên. Bọn khỉ điên. Đây à? Không, không phải. Không phải, không phải đâu. Bên phải. Sẽ phải. Sẽ phải. Sẽ trái. Thấy nó đứng rồi à? Sẽ trái. Đây. Ok. Liên tục rẽ trái, bí kíp là rẽ trái các bạn ạ. Bí kíp là nhìn sang trái. Cuối cùng đã lấy được chứng nhận rồi. Nó chỉ là một mảnh thôi. Who dare? Đứa nào dám lấy của ta? Hãy bắn nó đi. Nhanh lên. Chạy. Nhanh lên, con khỉ nó đến đấy. Chết rồi Thành ơi. Ôi giời. Trời ơi. Mày quá không ạ. Đời tín. Hình như game nó cho mình thế. Chứ còn cái cỡ như anh chơi làm sao thoát được. Không phải đâu, anh đi vào thang máy còn đấy không đuổi kịp luôn. Thắng con khỉ chưa? Thắng rồi, lấy được mảnh nhẫn là thắng rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra khỏi đây các bạn ơi. Thoát đi. Chạy. Một đàn khỉ các bạn ơi. Chạy đây. Ôi, cái gì đây? Một bầy luôn. Ôi, điểm C, eo ơi, điểm C. Điểm C là điểm thấp, final rank là B. Lần đầu tiên chơi thế là được rồi. Thử sang màn khác xem có được A không. Rồi. Chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. B Quý Thành đang ở level 1. Với mức độ ở tâm hồn của B Quý Thành, tâm hồn của anh chỉ xứng đáng được 339. Đã được level 2. Quá giỏi, được lên được 1, lên 2 là được rồi. Có thành tích được các bạn. Okay. Từ 1 mà vẫn ở 1 thì bây giờ và Sida. Rồi đi. Rồi. Good. Bà đấy khen mình là làm rất là tốt. Đấy, tôi đã gặp những người bạn của bạn và điều này thật là nhanh hơn tôi tưởng tượng, tức là mình đã quay trở lại sớm rồi các bạn. Cái gì đấy? Hỏi chấm luôn. Ui, có mắt rồi, cánh cửa có mắt rồi. Con mắt. Ui, như kiểu là đây mới là chùm. Hiểu không? Đừng có nghe mụ ta. Mụ ta là chỉ đang sử dụng bạn thôi. Hãy đưa cho mụ ta cái nhẫn và sau đó thì đó chính là kết quả. Ủa là sao? Con này như kiểu nó là một cái phe đối nghịch với cái bà kia. Đây chỉ là một cái sự cảnh báo thôi. Giúp đỡ bà ta và bạn sẽ phải chịu đựng rất là nhiều điều. Đừng có để ý đến cái con mắt đấy. Năng lượng của nó chẳng thể giúp ích gì cho bạn ở đây đâu. Rồi bây giờ hãy đặt cái mảnh nhẫn đấy lên trên bàn ngay bây giờ. Ok. Đã quá lâu rồi à? Quá lâu rồi cái gì? Chiếc nhẫn được gọi là Riddle of Heaven, cái gì đấy của cái thiên đường các bạn ạ. Đó. Đấy là một cái tên rất là thần thoại nha các bạn. Bạn có nghĩ vậy không? Không. Nó có một cái năng lượng của một con quái vật ở bên trong. Nó sẽ sáng tạo ra những cái nguồn năng lượng gọi là vô cực luôn. Và nó là Malak. Malak có phải là người chị em của Valak không? Nghe không giống giống. Thế là bà này muốn triệu hồi quái vật à? Chắc thế rồi, cái nhẫn người triệu hồi quái vật. Rồi, hãy hoàn thiện cái nhẫn. Và bạn có thể sử dụng sức mạnh của Malak ở nơi tăm tối nhất. Một thế kỷ, kiểu như là một kỷ nguyên mới các bạn ạ, đang đến. Không hiểu gì. Nghĩa là bà ấy muốn biến mình thành quái vật à? Đem chủ nhân của Valak vào và mình trở thành quái vật mạnh nhất thế giới. Sau đấy bà đấy sẽ sử dụng mình để bà ấy thực hiện kế hoạch của bà đấy. Ôi dồi, vẫn còn 8 cánh cửa nữa. Mày có sẵn sàng đi thêm một cánh cửa nữa không kìa? Ui, cánh cửa gì mà cái có như kiểu là một cái hình mặt người ấy. Con người mà miệng cười tới mang tai à, miệng bị rách à. Malak đã block cái nơi này rồi các bạn ạ. Bạn cần phải có một cái tốc độ gần như là phải rất là nhanh. Tốc độ mà con người còn không thể đạt đến các bạn ạ, thì mới đi được vào cái cánh cửa này. Vậy là phải nâng cấp à? Anh phải nâng cấp lên. Thế là mình có thể nâng cấp, mình trở thành Super Flash à? Được rồi đấy. Có thể là bây giờ mình sẽ lọc vào đây. Mình phải thật là nhanh các bạn ơi. Với cái phần nhẫn này thì mình có thể nâng cấp cái tốc độ của mình lên. Nâng cấp rồi đúng không?
nâng cấp thêm đi cho nó kinh khủng vào, thêm cái boss boost 3 đi đấy, thêm một cái mút nữa bây giờ không mở được, hết rồi, vô hết, hết point rồi, hết điểm rồi. Điểm, hết điểm. Nãy mà chơi mà giỏi thì nó cũng đỡ. Ok, ta sử dụng cái tablet này vẫn để xem bản đồ như nãy đúng không? Quy và E để làm gì ạ? Quy và E để phóng to thu nhỏ. À, để sử dụng tốc năng lượng chạy nhanh. À, úi dồi ôi, nhanh. Ủa? Chưa, nhanh chưa, nhanh chưa. Úi dồi ôi, đấy. Nó là cái kiểu mà sức mạnh, à cái sự nhanh nhẹn còn hơn cả con người. Rồi, đi vào luôn rồi. Elementary Evil, tức là một con quái vật mới ở cấp độ tiểu học. Ờ, đi về đứa quái vật tiểu học mà cũng phải sợ. Thế tức là nó chỉ là trẻ con thôi. Ờ, đồ con nít quỷ. Oh my god, mình đang ở trong trường học đấy các bạn ạ. Ủa, cái bút chì siêu to khổng lồ. Ui, đây là những cái cúp và đây giống như một đội bóng á. Ôi, chạy nhanh lên, chạy xuyên qua. Chính xác. Hiểu chưa? Bây giờ cứ nhìn thấy cái chắn đấy là phải chạy rất là nhanh. Ô. Ôi, trường học bỏ hoang à? Khai giảng đây, đang khai giảng nha. Welcome. Gì đấy? Đứa nào đóng cửa đấy? Ủa, cái gì đấy? Cái tiếng gì đấy? Ôi, có nhạc à? Ô, một người bạn mới, thật là thú vị. Chào mừng bạn. Tôi đang nghe về bạn, bạn là một học sinh mới đến đây phải không? Tôi sẽ đặt bạn ở trong sự chào đón bằng bữa tiệc chào đón của tôi. Nó thực sự rất là tuyệt vời cùng với một người và người bạn của tôi. Nhưng mà tôi thật là hơi chán vào ngày hôm nay. Nhưng sẽ có rất là nhiều thứ xung quanh bạn và bạn có thể chia sẻ mọi thứ với tôi. Bạn có thể chia sẻ những bí mật, những lỗi lầm của bạn, những nỗi đau của bạn. Chúng ta là bạn thân nhất có phải không? Không. Chuông vào lớp rồi. Là kết thúc màn chào mừng đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải đi vào học thôi. Ôi, lại bị nó đuổi à? Đi học mì. Rồi đi học thôi các bạn ơi. Nhanh nào. Đúng rồi, hay quá, bé Quy Thành giỏi quá. Học sinh này em sẽ bảo cô giáo cho anh cái giấy khen. Đừng chạy quá nhanh, mình chỉ dùng nó được một thời gian thôi. Chứ không luôn dùng liên tục. Ê, ê, bạn thân anh kìa. Bạn thân anh ấy. Bé Quy Thành vào cái có ngày bạn thân ảo thật ấy. Ôi, bạn thân Bé Quy Thành vừa nhai đầu Bé Quy Thành rồi. Bạn thân ơi, hãy vui lần nào. Phải lụm tận 280 cái mảnh pha lê. Ôi, bạn anh gọi kìa, bạn anh gọi. Gọi em đây. Không, gọi anh đây. Trái. Rồi, rẽ phải, rẽ trái, điên cuồng vào. Trái. Để trái, ui nó gần lắm rồi. Để trái, tiếp tục để trái. Thầy ơi, nó sắp bắt được anh rồi. Ui, cái gì đây, viên vàng. Hay quá, hình như viên vàng làm mình trừ được nhiều luôn á. Hừ, còn lâu mới bắt được mình bạn ơi. Nó sắp bắt được rồi, cứ gáy đi. Gáy sớm chỉ có ăn gì. Không ăn gì hết. Game này liên tục phải chạy các bạn. Mình mà dừng lại cái là nó bắt được mình luôn. Tất nhiên rồi. Sẽ phải. Đến chỗ nào nhiều đi đây. Đấy, khu này nhiều. Ê, cái màu đỏ có phải là con đấy không? Nghi lắm nha. Ờ không, không phải, một viên đá đỏ. Ui, nó trừ cho mình hay sao ấy nhở? Trừ hay cộng? Không biết nữa. Ôi, mình không để ý các bạn ơi. Lát nữa mình sẽ xem lại. Còn bạn nào mà để ý rồi thì bình luận phía dưới nhé. Ôi không, hình như mình có kỹ năng nhìn thấy con kia nó đuổi mình, thấy không? Đấy, đó là cái con đỏ đỏ đấy. Thế à? Ờ. Trong tablet hiện ra thế à? Đúng rồi. Ôi chết rồi. Đâu, chỗ đỏ đỏ đấy đấy. Đấy, nó kìa, trước mặt kìa. Chạy. Sẽ phải đi. Sao mình cứ bảo sẽ phải, mấy cái này cứ sẽ trái cây thế nhỉ? Chạy được là được, không quan trọng. Ôi, lại về cái phòng này mà còn tận 170 mấy cái. Thoát xác khỏi đây đi. There it is.
Đằng kia, đằng sau con tượng, đằng sau con tượng. Đằng sau con tượng có lối đi kìa. Thế á? Ừ. Ừ thì anh đang xem con tượng lấy được gì không mà? Không lấy được. Ừ. Đầu trâu mặt ốc. À đâu đâu, đầu trâu mặt quỷ. Nó là quỷ. Quỷ địa ngục đấy. Nó không làm gì mình cả, đi tiếp đi. Ê thằng kia, đừng có dọa ta. Thế là nó cao lắm, nó to nữa. Ủa nó tan rồi. Nó cười đấy, nó cười anh đồ ngu đồ ăn hại. Ồ, có cả hình con khỉ này. Chào mừng đã đến đây ốc ơi. Con đấy, cái con bạn bạn thân anh tên là Agatha đấy. Ờ. Và nó là chủ tịch hội học sinh đấy. Có hình con bướm luôn. Ừ. Rồi bất ổn quá các bạn ơi. Ngôi trường bất ổn. Anh bất ổn thì có ấy, đi đi. Ui, sao hành lang này nó kinh đấy. Ui. Ôi dồi ôi. Tôi đã chơi với rất nhiều các bạn của tôi, nhưng mà tôi lại chưa được chơi với bạn Bê Quy Thảo. Thôi. Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết tôi thực sự có thể làm gì. Mình điên à. Đi 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 đi. Bật táp lít lên. Tỉnh táo lên nào Thành, tỉnh táo lên. Thả tôi ra. Không thả được các bạn ạ. Phải đi qua cái nó bắt mình này. Đi. Lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ui nó bắt nhiều người bạn ở trong này lắm. Ui các bạn ơi, mình không thể cứu các bạn được đâu. Mình xin lỗi các bạn. Các bạn ấy biến thành quỷ hết rồi. Đấy nó lại gọi đấy. Gọi cái gì mà gọi gì à? Đi đi an toàn mà. Ui cái bàn bay. Phòng này như kiểu là không trọng lực ấy các bạn ạ. Mọi thứ đều bay phải, bay phải. Quay cuồng luôn. Giật cả mình. Mười ba cái, mười hai cái, mười một, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm mảnh chiếc của cái nhẫn trước khi Agatha bắt mình các bạn. Ui, tiếng chuông tan học đấy, con Agatha kia. Không nhìn thấy nó trước mặt à? Không, đồ ăn hại. Rồi, hãy đi theo cái màu vàng các bạn. Chạy 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 chạy. Không, cái bức tượng, lấy cái bức tượng. Đúng rồi. Yeah, hóa ra nó ở ngay đó. Bêu Thành chạy qua. Ôi dồi ôi, bảo là chơi ngu lại tự ái các bạn ạ. Ủa sao đóng cửa đâu? Hả? Thôi, Agatha mặc áo đỏ nè. Mắt nó đỏ ngòm luôn. Nó bảo là tao cố gắng muốn chơi với mày và đã muốn làm mọi thứ cho mày, nhưng mày đánh cắp tất cả mọi thứ. Mày thật là một người tồi tệ. Mày rồi sẽ gặp rắc rối thôi. Mày đã tạo ra một cái Daddy là cái gì? Sao lại tạo ra Daddy? Ở đây này, mình tạo ra cái này đúng không? Bố quỷ. Ờ. Ôi chạy. Bye bye. Ôi bye bye. Ôi bye bye cái gì? Bye bye. Nó bye bye mình. Bye bye gì? Bây giờ không phải bye bye mà là xin vĩnh biệt cụ. Chạy thẳng. Ơ đúng rồi, mày ghê. Ơ kia. À nó sập cửa lại là mình phải nghĩ cách. Thiếu bóng gì đây? Nguy hiểm quá. Ôi dồi ôi, gặp Agatha rồi. Gặp Agatha. Ui, Agatha, chạy đi. Chạy đi. Chưa chạy. Rồi chạy đi. Chạy. Cái gì đấy? Cái gì đấy nổ pháo hoa bùm bùm đấy? Thả ra. Không phải rồi, cái gì á? Nó bảo gì ấy? Không biết. Ủa là sao nhỉ? Ờ là sao? Nó nói cái gì? Không kịp nghe nó nói cái gì luôn.
tuổi. Lần này á, mày đuổi đi, đuổi hộ. Đuổi hộ. Chạy. Chạy 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 chạy. Thắng luôn. Rank B. Quá giỏi hơn lần trước rồi. Rồi. Mới tội chê cũng nhiều các bạn ạ. Ui, lên hẳn level 5, level 6. Wow. Lên hẳn 4 level luôn. Và cũng hết luôn à. Rồi. Tắc rồi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi gặp bà phù thủy. She was almost the same age. Memories betray me here. Ký ức đã phản bội lại tôi. Tôi cần tiếp tục. Tôi chỉ cần sống sót. Một lâu hơn một chút thôi. Two down. Ok, vậy là mình đã qua 2 cửa, còn 7 cửa nữa. Và bà lại hỏi mình có muốn thử cửa tiếp theo không? Thì chắc là bọn mình sẽ thử cửa tiếp theo, nhưng phải để tập sau rồi. Đúng rồi, và có lẽ là bây giờ sẽ dừng cái video lại tại đây các bạn ạ. Từ nãy giờ mất 1 đến 2 tiếng tụi mình chạy trong game hoa mắt chóng mặt đau đầu quá các bạn ơi. Nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn like video, ấn đăng ký kênh cho bọn mình. Và hãy xem quảng cáo nhá, bọn mình sắp được 1 triệu sub rồi. Hãy nhớ đăng ký kênh đi. Nhớ like thật nhiều để nếu mà mình thấy like quá nhiều thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Uầy. Với đối đầu ở đây. Cướp biển các bạn ạ. Nhớ lại nha. Bye bye.